không ạ? Anh ơi, em và Ni yêu xa. Em ở Úc, Ni em ở SN. Lương em 450 tia. Mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng mỗi tháng em gửi cho Ni em ba có lúc 50 triệu. Gần đây Ni em lạnh nhạt và cây ết còn tình cảm như tia si nữa. Em phải làm gì đây ạ? Cậu ơi, Trương Minh Phong ơi, anh không tin cái câu chuyện đấy của em. Một tháng kiếm được 450 triệu. Đúng hết 10.000. Mà vì Nguyên đã lên kèo 10.000 đồng. Lương em 450 triệu mà em đâu nết 10.000. Thôi em im đi mặt cười. Hôm nay full stack em ơi. Anh đang ngồi máy 10:30 ạ. Thẻ anh leo. Leo rủ anh leo 10 giờ anh leo ok xong rồi bảo. Anh đang ngồi máy rồi 10:30 nhé. Dã man thật KOL. Bây giờ là đi tập gym các thứ, dạy gym. Tiền lắm rồi cũng chẳng cần anh em gì nữa. Thế anh bây giờ người ta đang là KOL, người ta đang là PT hàng đầu PT, Việt Nam anh. Xong rồi đến em phát bây giờ cũng PT này vào và đi còn chứ không nói gì. Lạnh lùng mà. Đấy, không mời luôn đấy, thằng Nghĩa mày đâu rồi? Em đang đổi. Đang tải game hay sao? Hình như nó bắt đầu tải game. Giờ tải game hỏng rồi. Laptop này, laptop cháy thế này mà lại sụp là vào game nó hơi bị chậm đấy nhá. Anh em mới vào chưa like xin một like nhá. Anh em nào chim to xin một like là 1 này. Sinh lý khỏe xin một like là 2 này. Weibo hentai biến thái sủng vật xin một like này. Ok chưa ạ? Ok đã. Khách chờ à? Khách chờ này anh đeo bắn con gì đây? Biết con gì chưa nhỉ? Ôi anh có bắn con tủ anh ấy. Trời vào rồi 3-4 mùa rồi vẫn hỏi là pick con gì bây giờ nhỉ? Được, bắn con này kỹ này, con này chơi kỹ này. Nghĩa pick gì Nghĩa? Nghĩa. Em pick chưa à? Ok. Pick từ dưới lên, gì bảo pick từ dưới lên, tao với anh leo pick ở đây nên mai. Anh Huy lock, anh Huy lock đi, anh Huy lock đi. Đây lock rồi. Nghĩa pick smoke đi, Nghĩa pick smoke. Omen ạ. Phát pick đi, phát pick đi. Phát pick đi. Mặc Leon đi. Tôn chỉ của cái trận này đó là không ai để lại phía sau. Đấy, được chưa? Không ai ở lại phía sau mà chúng ta đều ở sau với nhau. Em phải set up còn lâu thế, em phải lên đây đi. Double flash em ra pick đi. Đấy, tôi double flash. Nhìn bên này rồi. Yes sir. Ok, hiểu. 2B. Nó chưa dẹp rồi. Có gì? Cover. Smoke đi Nghĩa. Rồi, anh đi quắc, anh em quắc, anh em quắc, quắc anh em. Đừng để lộ. Thấy chưa? Không có này. Không có gì đấy, không có gì đấy. Chết rồi. Sao lại không có anh Huy? Nó chết. Được anh Nghĩa, bắn này. Yo. Ui anh ơi, em chết. Bắn đây mẹ. Ôi tôi chết. Hay, cuối ngu. Ơi. Hay quá Nghĩa ơi. Vừa bẩn. Ôi thằng phát chết rồi. Rồi phát chết rồi, đi anh em. Rồi phát đi nhá. Rồi ok này, rotate này. Này flash anh ạ. Có. Lên. Lên này. Hay đấy. Lên này. Wingman vào trước đi cùng Wingman này, đi cùng Wingman. Ôi trong phải đâu. Hay. Hay. Gib đi. Đưa đây. Tao. Nghĩa. Ơ, sao thằng Nghĩa lại sớm mốc cái chỗ này hả Nghĩa? Để bóc lại cho nó phải đi qua anh. Ok nha, let's go. Bọn tao đánh từ anh lên vào mà. Anh phải nói. Được, anh phải không nghĩ là nó hack não ấy. Làm cái tình kiện nó không nghĩ là mình đi được đấy ấy. Rồi chuẩn bị này, đi cùng nhau này. Có anh ấy, có Huyên ấy. Rút. Rồi, ok này. Rồi, nó vào kìa. Rồi, kết không có. Rồi. Đi rồi, anh đeo, em anh đeo. Anh bị ấy, anh bị ulti. Ok. Một thằng đi trong sai. Ok. Trong sai chết rồi. Ok. Em kéo về A nhá, nó về A thì mình phải cùng. Đây, nhau này. Con đồ đi. Đi cùng nhau này, đi sát nhau anh leo ơi. Đi ngay. Đi đâu, nói luôn, đi đâu. Tăng lên. Ok, đi đường này, anh leo đi đâu, mình đi đấy nhá, không ai bỏ lại phía sau. Rồi, ok này, 2-3 này. Rồi, 2-3 này, tiếp này, ok này. Rồi, yên tâm, hai anh leo ơi, beautiful. Bùi yếu. Không ai bỏ lại nhau phía sau cả. Chuyến bay giải cứu này quá hay. Dường như Arcade không có. Arcade lia. Hai. Hai mọi người ơi. Trời ơi, tuyệt vời. Beautiful. Cuối đâu mọi người.
Ui, anh em di chuyển mấy cái đường nó phải gọi là khiếp khủng nhờ. Nào bây giờ đây, anh bảo này, anh em ra đây. Anh ba anh em ngồi đây, lấy tính chế động đúng không? Địch vào sai, địch check các thứ xong mình ra bắn. Đúng không? Bây giờ địch vào sai đặt bom xong anh em mình ra bắn, được chưa? Nó sẽ nghĩ là clear sai. Ngồi im đây nhá. Bây giờ anh phải ném flash. Đấy. Không, ngồi im. Tí nữa nhá, chuẩn bị nhá, ném flash đây. Xong rồi sát nha. Thằng phát ra ta trước, hiểu không? Phát ra trước. Bê đông lắm. Đông, chưa thấy ai vào sai cả. Đông, ba thằng. Chưa có ai vào sai đâu. Chưa ai vào sai đâu. 25 giây. Ok. Tôi nhìn trên bản đồ chúng nó trong xe bê rồi mà kìa. Đông. Flash đi. Flash đi. Con bê. Hai. B còn hai thằng. Rồi ôi. Anh ơi, không sao. Nó là chiến thuật. Chúng mày tuổi gì? Anh cho tuổi gì? Thấy không? Anh phải tin em. Đừng tin anh Leo. Cái đồng của anh Leo nguy hiểm lắm. Anh em mới vào chưa like cho mình xin một like thôi. Cái hai bản này, cái tactic hay như thế mà anh em không like không được. Hay như thế mà không like không được. Nào, bây giờ nhá, anh em đứng ở đây, đứng đây với nhau. Đứng đây với nhau. Ok chưa? Đứng sát đây. À, cam em để đây để được rồi, ok rồi. Đã đứng im đây, đứng im đây này, anh em lấy tính chế độ rồi. Đấy, ngồi xuống. Đấy, ngồi xuống. Lap với nhau. Family. Bên có tiếng này. Kệ. Oh, đẹp rồi. Yes sir. Ok nhá, bình tĩnh nhá. Kệ đi. Cho về bắn 5 vs 5. Ôi ôi, có ai luôn đây kìa. Chuẩn bị có ai này. Đấy. Rồi, em thả ulti, em thả ulti này. Ulti này. Rồi, chuẩn bị mọi người này. Let's go. Một sát. Trong sai chết, trong sai yếu, một. Hôn, lùi hôn, con phết lùi hôn. Ôi giời ơi. Một sát. Ô trong sai này. San cuối yếu. Ok. Dỡ đi. What the dog doing? Thế tham quá. Em quên em nhặt là đó phải có tham đúng không? Chết. Oh my god. Chết, ngáo quá. Oh my god. Anh em lại tiếp tục tactic đấy, kiểu gì chả bắt được một con hai con vợ đúng không? Kiểu ba chả bắt được con vợ, kiểu đi di chuyển hướng này. Khéo đâu bắt được con dẹt đấy anh ạ. Anh cứ chơi vừa kiểu vườn không nhà trống đấy. Biết ngay rồi. Anh đấy em nói chuẩn không? Con dẹt của đấy chắc. Ơi có một này. Em flash này. Bỏ đây. Nó không check được tay. Đi tích đấy. Rồi ôi. Kiểu sao vẫn chết được ạ. Là cho em tiếp luyện êm á. Bắn bừa được em ạ. Từ từ anh Leo, bỏ em đây đâu ơi. Em lại anh Leo ơi. Rồi. Em về này, anh có ulti nhá Nghĩa ơi, anh có ulti. Anh Leo, anh ulti này. Anh ulti đi. Nhầm. Thì đây. Anh men hết á. Đéo em, Wingman gỡ. Nó đâu? Hai. Thấy tự nhiên là Nghĩa ulti vào đấy là mình. Mày ulti trên bách, trên tóc rồi này. Anh Huy, anh có muốn anh em mình muốn làm tí nó mạo hiểm tí không? Được. Đây. Đu lắm. Anh ơi. Mày thôi xong anh ơi. Có thằng lắc bê ạ. À. Quỷ ma thật sự luôn đấy. Bạn đu dây của đây là đứt. Úi giời. Thằng Nghĩa bắn kìa. Hay. Ôi, anh Leo khác. Đúng Immortal. Cảm ơn 111 nha. 111 đã lên kèo 5.000 đồng. Ôi. Thanh 96 nhận vào Mafia. Cứu kìa. Trong sai. Con xe. 4 viên là đủ rồi mà. Phát anh kìa. Trời ơi. Không biết. Ở ngoài. Ở cái gì? Lay up đây. Anh cho em xem lay up cái anh kìa. Thắng rồi. Lay up kìa. Ok này. Cứ bỏ. Anh ơi. Đủ thờ em rồi. Anh ơi hỏng rồi. Anh chết trên này rồi. Ai? Điểm. Quăng không? Ờ một đĩa. Anh. Ui, tí được ạ. À. Ôi ôi, hay. Một rô vào. Sổ được. Hay. Ôi. Nghĩa, biết làm gì không? Bây giờ nhá, nó sẽ đặt bom. Đúng không? Nó sẽ nhặt bom.
Bây giờ nhá, em bấm cho anh một phát. Về tí nữa đặt bom xong em bấm cho anh một phát về đây này. Được không? Được không? Tại vì nó sẽ đặt bom ở đây. Nó sẽ đặt bom ở đây. Em đặt một phát về đây, em hack não luôn. Được chưa? Hack não luôn. Bom rơi đâu? Rồi bom rơi à? Bây giờ em về B cho anh, em về B cho anh. Nó đặt bom A thôi. Ở nó bảo bom B kìa. B này, B này, B này. Ui trời, kìa rồi em ơi, sao lại đi dây này? Chết rồi, đi dây hỏng. Không sao, không sao. Để Nghĩa xử lý. Khó nhỉ, nghĩa phải khói hack não nghĩa. Ừ. Rồi. Vội thế. Nhầm anh. Lên đây vào đi bạn. Làm được bạn ơi. Hai rồi. Đẹp rồi. Trời ơi. Rồi lộ tiếng rồi, xong rồi, hết rồi. Sờ mốc vào bom, sờ mốc vào quả bom. Bố ơi. Ôi. Nó đặt súng ở đấy mà, nó đặt súng đấy mới tìm nó làm gì. Súng có đặt ra kê rồi mà vẫn và súng xong ra kê lại cái súng kê à. Đây đỉnh thật sự. Bây giờ mình bắn tactic cho tối ưu, tại vì team mình tối ưu op ốt. Ok này. Bây giờ nhá mọi người, em bảo anh leo này. Mọi người ra B để em nhặt viên op. Ok chưa? Xong mình vòng xuống hầm để em nhặt viên op ở đây. Ok không anh? Xong mình vòng về đít lấy viên op. Xong rồi vòng sang đây nhặt viên op. Vòng về đít nhặt viên op ở đây. Ok chưa? Và chúng ta đánh vào A. Ok không? Đấy. Vòng hết vòng cuối về nhặt trước op ở. Thì được rồi. Ok, thế là vòng về 4 op đúng không? Bây giờ là 1, 2, 3, 4 thì round sau bật chặt như thế là em cũng ulti luôn. Đây, một thằng đẩy lấy ọp nè. Nhặt đây, okay, đây. Ok, nhặt đây, ok, đi đây, đi, di chuyển mọi người, di chuyển đây. Chạy lộ mai luôn, chạy ngửa mai luôn. Đấy, cái gì đây, ôi giời, đấy. Đây, còn ọp, nhặt ọp, hỗ trợ. Nhặt ọp đi. Ok này, về. Thời gian còn nhiều mà, 1 phút, ôi, thế nhặt cái này xong. Mà mình đứng dây về đầu thôi, các tin thế giới xong rồi nhờ. Đánh một vòng luôn, đánh một vòng về B tiếp. À được, đánh một vòng đúng không? Tăng súng bom A này. Này, này, chuẩn bị này. Flash này. Tăng súng bom A này. Flash này. Xong bom A này. Ok này, ok này, không có này. Về này. Rồi tăng về ok này. Đừng đấu nhau với nó. Đừng đấu. Ôi anh ơi. Ui. Này, trong đây M1. M1. Last player. Chỉ 60. Anh leo quả đấy đặt bom rồi anh leo còn ới ra ngoài vòng. Aketubi nha, Aketubi này, đánh Aketubi này sang đây mọi người. Ủa hai trong B. Ở trong sai này. Đúng rồi, thôi. Flash này, flash ra này. Rồi, đó. Chết rồi. Vào được. Ok này. Ôi, Zen này. Chết này. Đi. Nó tiến, có tiến. Em mọi người đánh A phát đi. Đó, không có này. Nhặt này. Ở đâu nó, ở đâu. Ôi, từ anh ơi, em để giết được con Viper đấy, mọi người đi sát nhau. Ở đây này. Nào, thằng đấy nó có ở dưới sai. Nghĩa ơi, ulti một phát lên trên heaven cho anh. Góc này, đây này. Rồi. Ulti đi. Lên heaven đấy. Nhảy xuống. Tay nó ngứa rồi sao cả. Cứ trồn rồi. Đúng rồi, em mù đấy. Off kìa. Đi sát nhau đi. Thằng nào đi ra hả? Nghĩa, sắm mất con đồng đội như Nghĩa. Úi dồi ôi, Phát ơi. Anh còn xe. Xé ra đi anh. Hai.